Em tắm rửa vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, tại sao em vẫn mắc các căn bệnh về viêm nhiễm phụ khoa? Có chị em nào có câu hỏi thắc mắc giống như em gái này không ạ? Nguyên nhân các chị em chúng ta bị mắc các căn bệnh về viêm nhiễm phụ khoa, thứ nhất đó là do thiếu hụt nội tiết tố, gây mất cân bằng nội tiết, dẫn đến suy giảm các chức năng của tử cung và buồng trứng, dẫn đến viêm từ bên trong. Thứ hai là do dùng kháng sinh dài ngày, dẫn đến mất cân bằng độ pH trong khoang âm đạo. Thứ ba đó là do môi trường sống, ăn uống, sinh hoạt như là ăn quá nhiều đồ ngọt như là trà sữa, bánh ngọt, các loại hoa quả ngọt như là mít này, nhãn này, sầu riêng này. Các đồ ngọt ấy sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho nấm và vi khuẩn phát triển. Thứ tư là do vệ sinh không đúng cách như là thụt rửa âm đạo liên tục gây ra viêm. Thứ năm, quan hệ không an toàn, quan hệ với lại nhiều người, quan hệ với lại cái tần suất nó cao, hay là quan hệ dùng biện pháp ba con sói mà có gai gây tổn thương cho cô bé. Thứ sáu đó là do mặc các quần áo quá chặt hoặc là các quần lót không thoáng khí, không thấm mồ hôi, và có thể là do giặt quần lót chung với lại các quần áo khác, và có thể là do chúng ta không thay quần lót thường xuyên theo định kỳ 6 tháng một lần các chị em nhé.